chào mừng quý vị và các bạn thân mến đã quay trở lại với kênh tin tức Sao Việt. Và sau đây là bản tin Phạm Hương sexy bên đội hình The Face. Hoa hậu giới thiệu các thành viên trong team của mình tại cuộc thi gương mặt thương hiệu Việt. Phạm Hương chọn váy đen đối xứng của nhà thiết kế Trung Thanh Phong để diện trong buổi tiệc tối ngày 28 tháng 6. Phạm Hương chia sẻ, lý do cô tổ chức buổi tiệc tri ân vào đúng ngày 28 tháng 6, ngày gia đình Việt Nam, vì từ lâu cô coi tất cả những thí sinh và khách mời trong buổi tiệc là những người thân trong gia đình của mình. Bởi vậy, nhân một ngày thật ý nghĩa, cô muốn mọi người cùng ngồi lại bên nhau, cùng trò chuyện và ăn những món thật ngon. Là chủ nhân của buổi tiệc, nữ huấn luyện viên có mặt từ rất sớm. Cô khoe khéo sự gợi cảm và body tuyệt mỹ trong bộ đầm ren ôm sát. Trong buổi tiệc, Phạm Hương lần đầu ra mắt các thí sinh trong đội của mình ở thời điểm hiện tại gồm Thiên An, Khánh Ngân, Ngọc Loan và Diệp Linh Châu. Thiên An, An Nguy, cá tính và hiện đại cùng bộ suit thiết kế tông màu trắng thanh nhã. Diệp Linh Châu bỗng trở nên nhẹ nhàng và thanh nhã với thiết kế váy trắng ôm khít eo. Khánh Ngân chọn váy dây đan sexy để giúp mình khoe sắc trong đêm tiệc. Ngọc Loan sử dụng quần âu và áo vest để thể hiện vẻ đẹp trẻ trung khi xuất hiện cùng đồng đội và cô giáo Phạm Hương. Phạm Hương và các chuyên gia trang điểm làm tóc stylist, những người đã hỗ trợ đắc lực cho việc xây dựng hình ảnh của cô tại The Face Việt Nam 2016. Xin cảm ơn tất cả các quý vị và các bạn đã đồng hành cùng tin tức Sao Việt trong thời gian qua. Chúng tôi mong rằng các quý vị và các bạn hãy tiếp tục ủng hộ cho tin tức Sao Việt để chúng tôi có thêm nhiều động lực cho ra mắt thật nhiều sản phẩm hay hơn để phục vụ cho quý vị và các bạn nhé. Một lần nữa, chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.